Hôm nay là phần thi thờ phụ của đợt 2 khóa K23 diễn ra tại 204 Gò Dầu. Phần thi thờ phụ bao gồm cạo mặt, lột mụn, lấy tai, gội đầu, mát xa mặt, bấm lỗ tai. Phần thi thờ phụ 60 phút bắt đầu. Phần thi thờ phụ kết thúc, hẹn gặp các bạn tối nay 8 giờ phần thi cắt. Rồi, chào tất cả mọi người.